Những ngày thời tiết thay đổi thất thường, lúc nắng, lúc mưa, độ ẩm không khí cao cùng những cơn mưa dai dẳng không chỉ khiến chúng ta khó chịu mà còn làm suy yếu hệ miễn dịch. Mỗi khi thời tiết thay đổi là bạn bị cúm, và thậm chí đi qua một người cúm là mình bị luôn. Thời tiết nắng mưa thì em thì bị xoang nên là hay đau đầu lắm. Mình bị viêm họng và mãi không khỏi được. Khi thời tiết thay đổi thì sức khỏe của tôi là cũng thay đổi theo. Nó mỏi mệt, chóng mặt, rồi thì chân tay thì kiểu nó buồn bã, chỉ muốn nằm thôi. Độ ẩm không khí tăng cao, nhiệt độ thay đổi thất thường là yếu tố thuận lợi để cho các tác nhân gây bệnh như là vi khuẩn, virus, ký sinh trùng phát triển. Chúng ta đều biết hệ thống miễn dịch giống như một tấm lá chắn để bảo vệ cơ thể chúng ta trước các tác nhân gây bệnh. Tuy nhiên thì có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch, và cái yếu tố khí hậu không thuận lợi này cũng sẽ làm cho hệ thống miễn dịch bị suy yếu và sức đề kháng giảm sút. Chúng ta sẽ cảm thấy mệt mỏi, chán ăn, ngủ không ngon giấc và có thể gặp một số bệnh thông thường. Trong cái thời điểm mà thời tiết nó thất thường như thế này thì gia đình nhà mình thì có những cái chuẩn bị gì về cái chế độ ăn cho các thành viên hả chị? Thì gia đình cũng chuẩn bị các cái đồ ăn cho nó hợp với lại thời tiết. Đấy, rau luộc, thịt luộc, cái gì cũng luộc là nhiều. Nếu mà nấu thức ăn mà theo mùa mà để phù hợp với sở thích cho của các thành viên trong gia đình thì rất là quan trọng. Thế nhưng mà cái quan trọng hơn là mình phải đầy đủ các chất dinh dưỡng và việc bổ sung vitamin và khoáng chất, đặc biệt là vitamin vào cái thời điểm này rất là quan trọng. Chúng ta có thể đề cập đến một số vitamin như sau. Vitamin D thì đây là một cái vitamin có thể giúp tăng cường cái chức năng của hệ thống miễn dịch. Nó kích thích các tế bào có lợi để chống lại các tác nhân gây bệnh. Và những thực phẩm mà có vitamin D thì có thể là từ cá trích, cá hồi, cá ngừ, sữa, các chế phẩm của sữa, bột ngũ cốc. Thứ hai là vitamin C. Vitamin C thì duy trì các tế bào kháng thể cũng như là các tế bào bạch cầu để tăng cường cái chức năng của hệ thống miễn dịch. Vitamin C thì chúng ta đều biết đó là có rất nhiều ở những cái trái cây như là cam, chanh, đu đủ. Một vitamin nữa đó là vitamin A. Vitamin A thì người ta coi đây như là một cái chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Và vitamin A thì có rất nhiều trong những cái loại rau có màu xanh đậm như là rau ngót, rau dền. Một vitamin nữa chúng tôi đề cập đến đó là vitamin E. Nó giúp bảo vệ vitamin A, bảo vệ chất béo ở màng tế bào, và như vậy sẽ giúp tăng cường sức đề kháng. Vitamin E thì có rất nhiều ở một số loại rau như là giá đỗ, rau chân vịt hoặc là rau mầm thì có rất nhiều vitamin E. Mặc dù thì cần một lượng rất là nhỏ về vitamin và khoáng chất, thế nhưng mà trong chế độ ăn của chúng ta để thường là không đáp ứng đủ cái nhu cầu mà cơ thể cần thiết. Chính vì vậy là việc lựa chọn một số những cái sản phẩm để có thể bổ sung thêm vitamin và khoáng chất cho cơ thể là rất là cần thiết.